Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở là gì em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở là rừng em có cập bến bạt ngàn những cái mặt hàng kg đẹp rất là nhiều, những cái dòng hàng lan thuần để cô chú anh chị có thể sưu tầm chơi hoa hoa xuân hoa Tết, và đặc biệt là hôm nay bên em có những cái cây lan hài rất là đặc sắc, và hôm nay thì em cũng sẽ xả cái lô dáng hương đuôi cáo với cái giá cực kỳ là rẻ để cô chú anh chị có thể sưu tầm chơi hoa xuân tới này. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng, mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Trước tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái lô đùi gà tròn của vùng Cao Bằng cực kỳ là đẹp, hôm nay vừa mới cập bến ạ. Cái dòng lan mà cái mặt hoa đùi gà tròn của vùng Cao Bằng được mọi người khi đã được được thưởng thức hoa cũng như là cảm nhận thì đều đánh giá là một trong những mặt bông gà có lẽ là đẹp nhất trong tất cả những cái mặt và vùng miền của đùi gà. Và cái đùi gà tròn của vùng Cao Bằng này em xin phép được bán với giá là 190.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Thân thì gần giống gà dẹt, khi mà sổ hoa mặt bông gà tròn rất là tuyệt vời, mắt nhung đen rất là đẹp luôn. Sang bên này đây sẽ là kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng. Cái hàng của quê em thì cái kiều vuông mỡ gà của vùng quê em nó không dài như những vùng miền khác, nhưng mà đảm bảo là cây sẽ cực kỳ là sai bông, mà hiếm có cái vùng nào mà có cái bông sai như vậy. Và cái đùi cái kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng cây ngắn nhỏ nhưng mà rất là có võ luôn. Khi mà cô chú anh chị ghép ấy thì vì là cây nó ngắn nên là cô chú anh chị ghép một cái giò sẽ được rất là dày, chính vì vậy khi mà sổ hoa thì nó cực kỳ là đẹp luôn nhé. Cái kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng này này, 1 kg thì được siêu nhiều luôn, em bán với giá là 210.000 cho 1 kg ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan hỏa hoàng cam, bình thường giá là 300.000, hôm nay hàng của ngày hôm nay em đã để với giá là 250.000 cho 1 kg. Cây rất là xinh đẹp với những cần hoa vươn cao, sai bông, dày bông, với sắc hoa cam lửa rất là rực rỡ. Em sẽ bán từ 0,2 kg cô chú anh chị nhé, từ 0,2 luôn đấy. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan tiểu hồ điệp. Cái dòng lan cây rất là xinh đẹp này. Cái dòng lan nói là tiểu hồ điệp nhưng cô chú anh chị có thể thấy là cần hoa của nó vươn có thể cao khoảng tầm 40 cm, và thậm chí là còn phân nhánh nữa, đa sắc màu rất là tuyệt vời. Cái dòng tiểu hồ điệp này em bán với giá là 150.000 cho 1 kg thôi, em sẽ bán từ 0,2 kg nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng nhạn tháng 4, được coi là chị em song sinh của dòng lan hoàng nhạn tháng 8. Cái dòng lan hoàng nhạn tháng 4 này cô chú anh chị có thể thấy vừa rồi thì nó đã cho rất là nhiều hoa, nhiều trái như thế này này, dễ thuần dễ chăm, và hoa thì cô chú anh chị biết rồi, có lẽ là gần như có lẽ là không có loại lan nào có hương thơm như dòng hoàng nhạn luôn. Em bán với giá là 600.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,1 kg. Với 0,1 thì cô chú anh chị có thể được một lô như thế này đó, thì khoảng tầm 4 cho đến 8 cây cô chú anh chị ạ, 4 cho đến 8 cây, rơi vào chỉ có 8 cây hoặc là 9 cây luôn thì chỉ có 60.000 thôi. Thoải mái cô chú anh chị có thể ghép những cái giò hoàng nhạn rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Có 60.000 thôi. Đấy, em sẽ bán từ 0,1 kg nhé cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp ạ. Hoàng lạp thì gần như là chịu nắng rất là tốt, gần như chịu nắng 100%. Rất là dễ trồng, dễ chăm. Cô chú anh chị có thể ghép lên gỗ trồng chậu đều rất là đẹp. Em bán với giá 130.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương đuôi sóc. Cô chú anh chị nhìn cho em cây đuôi sóc không quá lớn, vừa tầm ghép rất là đẹp. Cây nhỡ nhỡ vừa vừa trầm ghép chậu hay là trồng lũa đều quá là tuyệt vời luôn. Đấy, hàng cây lá xếp V rất là tuyệt như vậy, em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Sau bên này đây sẽ là cái dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Cô chú anh chị mang về ghép tầm này thì khi mà cây ổn định là sang xuân cô chú anh chị được thưởng thức những giò dáng hương đuôi cáo với những cần hoa dài. Rất là tuyệt vời rồi đấy ạ. Em bán với giá là 180.000 trong 1 kg, 1 kg được rất là nhiều. Và hàng này thì em đã chọn lựa rất là kỹ rồi, gần như là không 100% là không có gãy ngọn, và dập lá thì cũng gần như không có. Cô chú anh chị nhìn toàn bộ lô hàng rất là đẹp đúng không ạ? Sang bên này đây thì hôm nay em có cái lô dáng hương quế tím, cây rất là to cô chú anh chị ạ. Cây quế tím này, lô này về hàng tuyển chọn cây rất là to nhé.
Đó. Cái dòng giáng hương quế tím thì hoa của nó gần giống như là giáng hương tam bảo sắc. Tuy nhiên thì cái hương của nó sẽ đậm đà hơn rất là nhiều so với cái giáng hương tam bảo sắc ạ. Đây là cái mặt bông của dòng giáng hương quế tím này, cái sắc hoa của nó, cái khuôn hoa dần như là tam bảo sắc nha, cái hoa của nó sẽ bông hoa sẽ to hơn và cái sắc hoa là tím hồng rất là sáng, rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Và cái dòng giáng hương quế tím hàng của ngày hôm nay vừa đẹp mà lại giá thì cực kỳ là ưu ái. Em bán với giá chỉ có 140.000 cho 1 kg thôi. Giá của cái dòng quế tím này chưa bao giờ dưới 150.000. Đó. Thì hàng của ngày hôm nay thì em xin phép chỉ bán với giá có 140.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Với 0,3 thì nó sẽ rơi khoảng tầm 0,3 thì rơi khoảng tầm 8 cho đến 12 cây. Đó, 8 cho đến 12 cây thì cây này khá là lớn và đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò lan rất là đẹp luôn. Cây ngắn nhỏ như vậy thôi nhưng mà khi mà sổ hoa thì cái cần hoa của nó cũng khá là dài và đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em có một cái lô, đây là cái lô giáng hương cẩm báo này. Cái chỗ này thì cô chú anh chị về ghép một trụ hay là một chậu đều rất là đẹp. Em bán cái lô này với giá là 120.000. Và một cái lô nhất điểm hồng, cái lô nhất điểm hồng này em xin phép được bán với giá là 70.000. 70.000 cho một cái lô nhất điểm hồng rất là nhiều luôn. Và sang bên này đây thì em có cái dòng điện lan bạch ngọc đuôi công. Cái dòng điện lan mà hoa rất là tuyệt vời, nở đúng vào thời điểm Tết và bông hoa rất là to, cực kỳ là thơm. Cái dòng điện lan có thể coi là một trong những dòng điện lan đẹp nhất trong những cái dòng điện lan mà vừa có hương thơm nhé. Hiện tại là cây đã bắt đầu là ngậm nụ và chuẩn bị cho nụ rồi đấy cô chú anh chị. Cái dòng xin nhắc lại giá bạch ngọc đuôi công là 300.000 cho 1 kg ạ. Lâu lắm rồi thì em mới có cái lô bạch ngọc đuôi công này về thôi. Tiếp sang bên này đây thì em có dòng địa lan Trần Mộng Xuân nhé. Một cái loại địa lan mà cô chú anh chị biết rồi, khi nói đến hoa Tết thì có lẽ là một cái dòng địa lan nổi tiếng. Khi nói đến hoa Tết người ta không thể nào mà không nhắc đến cái dòng địa lan Trần Mộng Xuân này, với cần hoa dài có thể khoảng tầm 1 mét và rủ cực kỳ là đẹp với những bông hoa to. Độ bền khoảng tầm 3 tháng cô chú anh chị ạ. Hiện tại thì cái mùa này là cây đã bắt đầu là hình thành nụ hết rồi cô chú anh chị ạ. Hình thành nụ hết rồi. Mấy dòng này ấy thì cô chú anh chị không chỉ chơi hoa đẹp mà chơi thân lá cũng rất là tuyệt vời luôn. Ấy có những cái nhà hàng khách sạn ở cái vùng Lào Cai Sơn La thì người ta sử dụng những cây này này. Ngoài thưởng thức hoa người ta sử dụng cây để trưng ngắm lá quanh năm rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Và một cái 1 kg của dòng địa lan Trần Mộng Xuân, một cái địa lan nổi tiếng gắn liền với giấc mộng vua Trần, một cái loại địa lan của Việt Nam mình nổi tiếng tuyệt vời. Với giá em bán chỉ có 90.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. 90.000 cho 1 kg Trần Mộng Xuân này thôi ạ. Cô chú anh chị có thể thấy là cái lô hàng về cực kỳ là mướt. Em sẽ bán từ 1,5 kg trở lên và 1 kg thì chắc là khá là khó cân bởi vì cây này là thân nó bự nhé cô chú anh chị nhé. Ngoài ra thì em cũng có chia theo hình thì lát nữa em sẽ giới thiệu theo hình nếu như cô chú anh chị nào muốn ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan... Đây là cái dòng lan hoàng thảo hương vani ạ. Hoàng thảo hương vani thân căng mướt và hiện tại thì cây nó không có được có lá đẹp nhưng mà thân thì rất là căng và tuyệt vời. Em bán cả cái lô hoàng thảo hương vani này với giá là 80.000 cho toàn bộ lô này, chắc là phải tầm 1 cân hoặc hơn 1 cân. Và bên này là em có cái dòng lan hài bên này là cái dòng lan hài Helen. Cái loại lan hài được mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Hiện tại thì cây nó đang có nụ cô chú anh chị nhé. Cây đang nụ và dòng này đó đặc điểm là cực kỳ là sai bông. Đây cô chú anh chị nhìn cho em một cái chậu này, chỉ có một khóm nhỏ thôi mà hoa chi chít này. Cô chú anh chị này, hoa rất là xinh đẹp. Đó, bông hoa vàng rực rỡ rất là xinh đẹp. Một khóm như vậy thôi nhá mà sổ rất là nhiều bông. Và cái hàng này thì em chỉ trồng bằng cái vỏ thông và có lẫn một ít đá thôi cô chú anh chị. Nó rất là dễ thuần dễ chăm. Hoa cực kỳ là xinh đẹp và vô cùng là bền luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, rất là xinh. Thì ở đây thì em có hai cái phần hài Helen này. Phần này em gọi là phần số 1. Về cô chú anh chị có thể ghép được khoảng tầm 3 giò như cái chậu của em này, này cô chú anh chị này. Em bán với giá là 100.000 ạ. Hiện tại đang có nụ nhá. Và cái phần số 2 là em có hai dề này. Đó, hai dề hài Helen. Và hai dề này em xin phép được bán với giá là 130.000. Và một cái lô hài ráp ạ. Cái lô hài ráp này. Cái lô hài ráp này cây to bự luôn, khá là nhiều cây, em bán với giá là 45.000 cho lô hài ráp này. Bông hoa hài ráp thì nó rất là to và vươn cao. Cái cần hoa của nó vươn rất là dài cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây thì em có những cái chậu Dendro Yaya, còn gọi là cái dòng Dendro nắng.
nó có rất là nhiều cái màu sắc, và dòng này thì hoa nở quanh năm cô chú anh chị nhé, hoa nở quanh năm, có những bông hoa sắc trắng lẫn tím, có những bông hoa chỉ có sắc tím thôi, cũng có những cái bông hoa nó sắc tím lẫn trắng và nó pha cả cánh hơi tím, nói chung là đa sắc màu rất là xinh đẹp cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu địa lan, một cái chậu cái dendro yaya này rất là nhiều thân này. Đấy, nên là nó sẽ cho mình hoa quanh năm nhé. Như cái cần hoa này đang hoa này, cần này lại đang nụ này, đang nụ này. Đó, như cái cần này lại chuẩn bị nụ lên. Đấy, cô chú anh chị sẽ được ngắm những cái bông hoa rất là xinh đẹp quanh năm luôn cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu như vậy ạ, nhiều thân này, rễ bộ rễ cực kỳ là khỏe luôn, cây rất là khỏe đẹp. Em chỉ bán có 60.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Chậu nào cũng như chậu nào rất là xinh. Có 60.000 cho một cái chậu dendro nắng này ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng đai châu hồng gấm ạ. Cái dòng đai châu hồng gấm, một cái mặt bông cực kỳ là xuất sắc, được lai tạo giống từ cái cây mặt bông của cái đai châu với cái mặt bông khác, và có hoa rất là thơm. Đây là cái mặt bông của dòng châu gấm. Đấy, hoa thì rất là đẹp và cực kỳ là thơm, chuẩn mặt bông như thế này cô chú anh chị nhé. Một cây như vậy to bự nó rơi vào ít nhất là 8 cặp lá. Những năm trước, rất là nhiều những năm trước nó đã cho hoa rồi. Đó. Và một cái cây như thế này em chỉ bán có 210.000 thôi. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiếm tiên vũ, là lá tít. Cái cần hoa dài cả mét luôn cô chú anh chị này. Hoa có mùi hương thơm nhẹ nhàng. Và đều là những cây đã trưởng thành có thể cho hoa hết. Em bán với giá chỉ có 110.000 cho một cái chậu thôi. Đấy, 110.000 cho một cái chậu kiếm này nhá. Và tiếp sang bên này đây, hôm nay em cập bến một cái lô dendro xuân, hàng trồng thuần ở Việt Nam mình. Phải nói là em cực kỳ là ưng ý về cái lô dendro xuân này cô chú anh chị này. Cái dòng dendro xuân này là bình thường sẽ hoa sẽ nở vào thời điểm Tết nhá. Có hương thơm và độ bền phải trên 2 tháng cô chú anh chị ạ. Một chậu thì rất là nhiều thân, hiện tại thì thân căng mướt. Đấy, thân căng mướt và gần như đã đứng hết ngọn rồi, thân rất là căng để chuẩn bị làm nụ cho hoa xuân và hoa Tết rồi. Cái dòng này là sẽ cho hoa xuân hoa Tết. Ở đây thì em có một cái chậu dendro này, nó nở hoa sổ hoa sớm này cô chú anh chị này. Đấy, cái mặt bông của dòng dendro đây ạ. Nói chung cái dòng dendro thì nó sẽ sổ nhiều mặt bông nhá cô chú anh chị nhá, chứ không phải là một mặt bông đâu ạ. Nhưng mà mặt bông nào thì cũng sẽ cực kỳ là đẹp. Như chậu dendro này thì hiện tại đang có hai cái cần này, thân này nó đang nở hoa, và ngoài ra thì còn có khá là nhiều thân nó đang rất là sai nụ này cô chú anh chị này. Đó, và cũng có những cái thân nó sẽ nở hoa chậm hơn. Đó. Đấy, cái mặt bông này thân rất là đẹp luôn và rất là sai bông nhá. Cái dòng dendro xuân ạ. Hoa thơm và cực kỳ là bền hoa nữa. Và một cái giò dendro xuân như vậy thì em xin phép được bán với giá chỉ có 150.000 cho một chậu thôi. Chậu thì sẽ rơi vào 5-6 thân trở lên ạ. 5-6 thân trở lên. Hàng này thì bình thường là hàng bên Trung Quốc nhập sang, một chậu 2 thân, 3 thân thôi. Người ta bán không dưới 200.000 khi mà hàng hoa Tết ạ. Hàng này chuẩn dendro xuân của chú anh chị nhé. Thân căng và cực kỳ là đẹp luôn ạ. Hiện tại cây đã bắt đầu là thắt ngọn và xuống lá để chuẩn bị chờ hoa hết rồi ạ. Đã bắt đầu là chuẩn bị làm nụ để chờ hoa xuân và hoa Tết hết rồi. Một cái dòng lan em nghĩ là vô cùng là đáng thưởng thức. Những cái mặt bông mà những cái chậu lan thuần rất là đáng quý của hàng Việt Nam mình, tự trồng thuần được. Đấy, không phải nhập hàng Trung Quốc về chơi với cái giá cực kỳ là đắt đỏ. Còn sang bên này đây thì hôm nay em cũng cập bến một cái lô hoàng thảo chuỗi ngọc. Cái dòng lan mà đẹp ngay từ cái thân của nó rồi. Đấy, thân thắt đốt sáng bóng như những cái hạt chuối ngọc, mà khi mà cô chú anh chị được ngắm hoa thì cái hoa của nó lại càng rực rỡ hơn cô chú anh chị ạ. Cái chậu chuỗi ngọc thì rất là nhiều thân luôn ạ. Đấy ạ, sum xuê như thế này. Em chỉ bán với giá có, hàng hôm nay về chỉ bán với giá có 160.000 cho một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc thôi. Đó. Hàng phải nói là đẹp một cách xuất sắc luôn, 160.000 cho một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc nhá. Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái giò này, là những cái giò kiều lộc bắc. Hàng này là bình thường nó sẽ nở hoa Tết ạ. Giá của kiều lộc bắc trước đây thì vô cùng là đắt đỏ, còn hàng của ngày hôm nay với giá em bán chỉ có 130.000 cho một cái chậu kiều lộc bắc như thế này, 130.000. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu cắt lá A, dòng lan cắt một lá bông đại và mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan. Dễ thuần, dễ chăm, một chậu như vậy ít nhất là 5 giả hành. Bông hoa của nó cô chú anh chị biết rồi, siêu to khổng lồ luôn. Cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu thì biết. Em bán một cái chậu cắt như vậy chỉ có 90.000 thôi nhá. 90.000 cho một chậu cắt lá A này ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm lại những cái chậu dendro xuân đẹp tuyệt vời này. Đó, mình sưu tầm để chơi ngắm thưởng thức hoa. Ngắm hoa trong vòng trên 2 tháng mà cái sắc hoa lại, cái mùi lại thơm, rất là thơm nữa cô chú anh chị ạ. Đó, thì và về mình lại được nhân những cái chậu cây, mình sẽ có thể nhân được những cái cây lan giống cho sau này.
chứ không phải là mình thưởng thức hoa không. Bình thường lấy hàng Trung Quốc về thì cây nó sẽ khá là yếu cây mà giá cực kỳ là đắt đỏ. Còn đây là hàng của hoàn toàn của Việt Nam mình, em nghĩ là rất là đáng sưu tầm. Rồi ạ, sang bên này đây thì em có rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp. Em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể chọn lựa sưu tầm cho những mình những cái hình gọi là ưng ý nhất nhé. Xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là dòng lan Hải Hương, một cái dòng lan hài rất là quý. Chị em song sinh của dòng lan Hải Hằng, cô chú anh chị nào chơi lan nhiều thì sẽ biết là Hải Hằng hiện tại thì cực kỳ là đắt đỏ, và cái Hải Hương thì hoa kiểu hoa cũng như là cái hương thơm nó cũng không khác gì Hải Hằng đâu ạ. Là cô chú anh chị có thể sưu tầm những cây Hải Hương này. Hiện tại thì cái Hải Hương này nó cũng rất là ít rồi. Hình số 1, hình Hải Hương số 1 ạ. Em có 20 cây luôn nhé, 20 cây giống khỏe sinh với giá chỉ có 160.000 thôi. Hình số 2 chắc cũng tầm 20 cây cô chú anh chị ạ. Em cũng bán với giá là 19 cây. Đấy, hình số 2 19 cây Hải Hương giống sinh, giá cũng 160.000, và hình 3 là có 6 cây nhỡ nhỡ. Em bán cái hình này với giá chỉ có 100.000. Đấy, một cây Hải Hương nhỡ như vậy chưa đến 20.000 thì quá là rẻ bèo luôn nhé. Tiếp theo sẽ là hình số 4. Hình số 4 này là có 14 cây, em bán với giá là chỉ có 140.000 thôi. Và hình số 5, một cái hình Hải Hương mà cây lớn. Đấy, cái hình Hải Hương cây lớn mà có 4 cây, em bán với giá chỉ có 180.000. Sang bên này sẽ là những hình dáng hương đuôi cáo, em có bán hàng cân bên kia với giá là 180.000. Hoặc cô chú anh chị chọn theo hình này cũng rất là rẻ cô chú anh chị này. Hình dáng hương đuôi cáo số 6, 8 cây với giá chỉ có 100.000 nhá. Đó, 100.000 cho hình đuôi cáo này thôi ạ. Và hình số 7, hình này có 8 cây cũng chỉ có 100.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 8, hình này 4 cây khá là lớn. 4 cây khá là lớn này em chỉ bán với giá có 120.000 với cô chú anh chị làm ngay một chậu rất là tuyệt vời luôn. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9, hình này có 12 cây với giá em bán cũng chỉ có 100.000. Hôm nay em sẽ bán cực kỳ là rẻ cô chú anh chị sưu tầm. Hình số 10, hình số 10 8 cây to nhé cô chú anh chị nhé. 8 cây cho to ạ, với giá chỉ có 130.000. Và hình số 11, hình số 11 này có đến 16 cây luôn và em bán 100.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 12, 6 cây to ạ, 6 cây to đẹp, 140.000. Và hình số 13, hình số 13 là những cây xếp rất là xinh, 10 cây xếp xinh, xếp V xinh. Em bán cái hình này với giá chỉ có 140.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 14, là 5 cây khá là lớn này, cô chú anh chị này, em bán 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15, 6 cây, 6 cây to ở đây ạ. Đấy, có cây mẹ con nhé, cô chú anh chị nhé. Và cái lô này em bán với giá là 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Hình số 16 này cũng là 1, 2, 3, 2, 4, 5 cây lớn cô chú anh chị ạ. Cây nào cây đấy vừa rồi đã cho hoa rất là đẹp luôn. Hình này em bán với giá là 150.000. Và sang hình tiếp theo là 3 cây cáo rất là to. Em bán hình này với giá là 150.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Hình này có 15 cây. Em bán hình này với giá là 120.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19. Hình này có 7 cây. 7 cây hàng lá xếp V như vậy. Em bán với giá là 130.000. Sang bên này đây sẽ là những cái bảng trầm. Đây là dòng trầm chuẩn trầm rừng ạ. Hiện tại cô chú anh chị thấy là cây trầm rừng người ta bán hơn 1 triệu 1kg đúng không ạ? Cái giò trầm thân nú đẹp như vậy em bán có 140.000 thôi. Hình 21 em bán với giá là 150.000. Cái chậu giò trầm rất là đẹp. Và hình số 22 có 130.000 thôi ạ. Hình số 23 cũng là 130.000, hình số 24 140.000 cho bảng trầm này. Hình 25 120.000 và hình 26 ạ, em bán với giá là 110.000. Và hình 27, đây là một cái chậu trầm, em bán với giá 150.000. Hình 28 là một cái chậu dáng hương đuôi sắc, em bán giá 120.000. Bên này đây sẽ là những cái giò trầm trắng, hàng chuẩn mặt đông trắng thanh khiết cho cô chú anh chị nào yêu mến cái dòng trầm nhá. Hoa màu trắng nhé. Đã là trầm thì hoa cực kỳ là thơm đúng không ạ. Cái giò trầm trắng này là cái giò số 29 130.000. Hình số 30 cũng 130.000. Bên này sẽ là những cái bảng long thu xuân. Những nơi ấm áp có thể nó sẽ nở hoa vào thời điểm Tết ạ. Cái hình long thu xuân này 31 này cô chú anh chị này, với giá chỉ có 130.000 thôi ạ. Và 140.000 thôi ạ. Và hình số 32 cũng là 140.000. Hình số 33 rất là đẹp luôn cô chú anh chị này, 160.000. Và một cái giò vôi duy nhất nhá, hoàng thảo vôi, một cái dòng lan mà hương thơm chỉ đứng sau trầm. Cái bảng vôi duy nhất của ngày hôm nay hình 34 em bán với giá là 150.000, dòng vôi bắc ạ. Bên này sẽ là những cái bảng này là bảng trúc Phật Bà.
một cái dòng lan nở hoa vào thời điểm Tết. Và hiện tại cây đã bắt đầu là xuống lá, chuẩn bị hoa rồi cô chú anh chị này. Thân căng thắt đốt rất là đẹp rồi. Đó, cái bông thì phải nói là vô cùng là xuất sắc, cái chồng trúc Phật bàn này này, mà mang cái ý nghĩa tâm linh rất là tuyệt vời nhá. Và ngay từ cái thân của nó đã tỏa ra cái mùi hương gọi là ngai ngái, cực kỳ là dễ chịu luôn, như cái mùi thuốc bắc cô chú anh chị ạ. Cái hình này em gọi là cái hình 35, khá là nhiều thân, khá là nhiều thân hoa ạ. Em bán hình này với giá 250 nhá. Hình 36 cũng với giá 250, hình 37 cũng 250 ạ. Và hình 38 là một cái chậu kiếm, mặt bông kiếm va, mặt bông hàng chuẩn đẹp, chuẩn mặt bông của chú anh chị nhá. Đây là dòng kiếm trắng Thái Nguyên ạ. Cái chậu kiếm trắng Thái Nguyên này có tất cả là 3 thân, em bán với giá là 280.000, 3 thân với một măng. Và bên này sẽ là một kiểu chậu kiếm cũng là kiếm trắng Thái Nguyên ạ. Cái dòng kiếm va gần như là đẹp nhất trong mặt bông của dòng kiếm va Thái Nguyên, và là một trong những mặt bông top đầu tiên của dòng kiếm va nhá quý anh chị nhá. Mặt bông rất là đẹp. Và giá của nó hiện tại là hình 39 với giá 360.000. Và sang hình tiếp theo là hình 40, là một cái chậu vàng cánh bầu Hải Phòng. Chậu vàng cánh bầu Hải Phòng này em bán với giá chỉ có 170.000 thôi, 2 thân và một mầm. Và hình số 41, chậu này 2 thân em bán với giá là 140.000. Và sang bên này thì em có một cái chậu đai châu, nó hơi lỗi lá một chút xíu. Cái chậu này, châu này là châu màu hồng cánh sen cô chú anh chị nhá. Hai chậu châu màu hồng cánh sen cô chú anh chị này. Cái chậu này thì nó hơi có lỗi lá một chút xíu, bình thường em bán 220. Cái chậu này em để với giá xả là 130.000, 130.000 là cái chậu số 42. Và chậu số 43 thì còn rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Nhiều cặp lá và đẹp nhá. Đấy, nó hơi lỗi đây một chút xíu thôi, không đáng kể ạ. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là 180.000. Đó, 180.000, bình thường em bán 220, cái chậu này lỗi xíu xíu thôi cô chú anh chị này. 180 và hồng cánh sen, một trong những mặt bông gọi là đẹp nhất trong tất cả những cái mặt bông của dòng châu Thái cô chú anh chị. Rồi sang bên này thì em có hai cái hình kiều. Một cái hình kiều tím miền Trung này, hai dề, cái bản lá tròn mít rất là đẹp. Em bán hình này với giá 200.000. Và hình tiếp theo, cái hình kiều số 2. Hình cái lô kiều tím số 2 em bán là 150.000 nhé. Cũng được một giò rất là đẹp luôn. Dạ, sang bên này đây sẽ là những cái hình Trần Mộng Xuân, những cái rễ Trần Mộng Xuân cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này. Cái lô Trần Mộng Xuân này về phải nói là em vô cùng là ưng ý ạ. Đấy, cô chú anh chị thấy này. Mình có thể không chỉ ngắm hoa mà ngắm lá, tạo cái không gian xanh và đẹp tuyệt vời cho cái không gian vườn, cũng như là nếu mà cô chú anh chị mà để trước cái khoảnh sân ấy, nó sẽ tạo cái không gian xanh và rất là đẹp cho cái khoảnh sân của mình cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp. Cái dòng địa lan Trần Mộng Xuân này em xin phép được vào giới thiệu nhé. Từng hình đến cô chú anh chị có thể lựa chọn, hoặc có cô chú anh chị mua hàng cân bên kia em bán là 90.000 trong 1 kg đấy ạ, hoặc chọn theo khóm này cũng được. Hiện tại là cây đã bắt đầu là hình thành nụ hết rồi đấy cô chú anh chị. Đấy, như cái này là có một cái nụ mà nó bị gãy mất này. Cái này thì cô chú anh chị cũng không phải lo đâu. Vừa rồi em có những cái quả bom như năm ngoái, em có những cái quả bom về vứt ở cái cạnh vườn thôi. Em không có kiểu như là nó héo quá ấy. Em để vào cạnh vườn thì sau đấy là những cái cần hoa dài ra rồi. Đến gần Tết thì em mới bắt đầu em mang ra bán lại. Nói chung là cây này thì em thấy là nó cũng rất là dễ sống. Cái hình số 44 này cô chú anh chị này, hình số 44 một khóm rất là đẹp, một khóm Trần Mộng Xuân rất là đẹp luôn. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 220.000 cho cái rễ Trần Mộng Xuân này nhá. Là hình 44, hình 45 với giá là 280.000 cho cái rễ Trần Mộng Xuân này, rất là to. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 46, cái rễ này 270.000. Đấy, nói chung là cây cái giả hành rất là bự luôn. Cái giò như thế này nếu mà cái hàng hoa Tết mà cô chú anh chị mua theo chậu là người ta phải bán tầm trên 1 triệu. Trên 1 triệu một giò cô chú anh chị ạ. Hiện tại là bắt đầu là hình thành nụ hết rồi đấy. Cái giò này thì em xin nhắc lại là giá 270 này. Hình tiếp theo là hình 47. Hình 47 này thì em có đây, một cái lô như thế này. Nó có một cái rễ này đang có, ồ cây này có nụ nhưng mà lại bị gãy mất cái nụ này. Tiếc quá. Với cả một cái giả hành này rất là bự nữa này. Mới khóm này với cả một cái giả hành rất là bự đẹp này. Cái lô này em bán với giá 150.000 nhá cô chú anh chị nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 48 ạ. Hình số 48 cũng là một rễ xinh này. Tròn vo giả hành căng mướt tròn vo luôn, thêm cả một cái này nữa. Đấy, cái lô này em bán với giá là 90.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 49. Một cái rễ rất là đẹp. Cái lô này về thì đẹp tuyệt vời luôn. Em bán hình này với giá 220. Và sang hình tiếp theo là hình số 50. Đây, rễ 50 này, thân căng mướt luôn. Rễ này thì khi mà sổ hoa chắc là rất là đẹp đây.
Cái dề này em xin phép được bán nó với giá là 290.000 nhé, của chú anh chị nhé, 290.000 cho cái giò này. Và tiếp theo sẽ là hình số 51, em bán 260.000, 260.000 cho cái dề này. Giả hành nào bự, giả hành đấy bự chảng luôn. Bự chảng luôn, là hình hàng hiện tại là bắt đầu là ngậm nụ chuẩn bị cho mùa, có mùa nụ mùa hoa rồi. Cái cần hoa của nó rất là dài luôn ấy dòng này. Giả hành bự chảng và xanh mướt rất là đẹp. Đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn này, cái khóm này 290 rất là đẹp luôn. Còn cái khóm này, hình này là giá là 260. Dạ, cô chú anh chị cùng em ngắm lại những cái lô chuỗi ngọc ạ. Hàng thắt đốt rất là đẹp, hứa hẹn một cái mùa hoa tuyệt vời. Rồi ạ, em còn có những cái chậu lan hài bên này cô chú anh chị nhá. Cây lan hài này, mau rie xanh, cái mặt bung rất là xinh đẹp này. Một cái chậu mau rie xanh này có 3 cây em bán 250 nhá. Một cái chậu hài Henry này, cô chú anh chị nào yêu mến cái mặt bông hồng, tím hồng xinh đẹp của nó, em bán với giá là 80.000 cho cái chậu này. Vân Nam, một cái chậu Vân Nam, cây mẹ con, em bán với giá là 120.000 thôi. Vân Nam cũng rất là đẹp. Lecocidium cũng là cây mẹ con, em bán 150.000 cho một chậu. Mà hoa của nó đốm và rất là thơm, cái dòng Lecocidium này. Ở bên này thì em còn có những cái chậu hồ điệp nhá. Dòng hồ điệp vàng công chúa, những cái chậu này có hai cái cần hoa. Hiện tại thì một cái bông này đang chuẩn bị bung này, cái sắc hồng này. Đó, bình thường em bán 60.000, hàng của ngày hôm nay em để với giá là 30.000 cho một chậu em xả hàng, bởi vì là cây nó có hơi lỗi. Hơi lỗi vẫn có nụ nhá, cây khỏe đẹp nhưng mà nó hơi có lỗi lá nên em sẽ để với giá 30.000 cho một chậu này. Đấy, có duy nhất một chậu lá biên này cũng bị hơi rách lá này cô chú anh chị này. Đấy. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em 30.000 cho một cây. Sang bên này đây thì em có măng măng mầm này. Cô chú anh chị nào cô chú anh chị thử một lần măng mầm của Cao Bằng, em thẳng chắc chắn một điều rằng cô chú anh chị đã được ăn thử thì chỉ có mê trở lên ạ. Một cái kg măng mầm này em bán với giá là 200.000 cho 1 kg nhé. Và chè ô long của vùng Yên Bình Cao Bằng em bán với giá là 170.000 cho một túi 1/2 kg. Và bên này thì em có đây là cái nấm hương rừng với giá em bán là 150.000 cho một túi có 1/2 kg. Và có tất cả là 8 sâu. Và cô chú anh chị nào lấy từng sâu em sẽ để giá 20.000 cho một sâu. Bên này là cái quả mắc mật khô em bán 20.000 cho 1 kg. Và bên này chuối hột khô 100.000 cho 1 kg. Rễ mũ tần 120, nấm ngọc cầu 150. Và cái tầm gửi cây chanh em bán là 220.000 cho 1 kg. Tầm gửi cây liến với giá là 190. Hoàng tinh em bán 200.000 cho 1 kg. Và bên này thì em có những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan. Em có vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá là 20.000 cho 1 kg nhé. Rêu rừng rất là khô, rất là sạch đẹp luôn, em bán là 50.000 cho 1 kg. Dớn vụn là 40.000 cho 1 kg. Hôm nay em quên mất là không mang mẫu ra. Em để trong kho của chú anh chị nhé. Và bên này thì em có rất là nhiều những chế phẩm dành cho hoa lan này. Atonic là 10.000 cho một gói ạ. Duy xanh 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000. Phùng Nguyễn 25.000 cho một lọ và 5.000 cho một cặp nhé. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Và siêu da rễ N3M 35.000 cho một lọ. Và dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo tiện dụng với giá 35.000 cho một cuộn này. Phân bón dạng túi lọc với 20 túi lọc bên trong, một cái hộp như vậy em bán với giá là 35.000 nhá. Kinkinbun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói. Chichodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói. Và một túi này là 1 kg em bán với giá là 50.000. Một hộp như vậy cũng là 1 kg em bán với giá là 130.000. Và bên này thì đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ, được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương. Cái sản phẩm đã ủ men vi sinh cũng như là ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Em bán với giá là 35.000 cho một túi ở cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này. Khi mà cô chú anh chị sử dụng ạ, có thể trộn với cả giá thể nhá, hoặc là bón một cách trực tiếp cho cây. Đấy, phân này đã được xử lý rất là kỹ cũng như là nén viên rất là chặt, nên là khi mà cô chú anh chị tưới thoải mái tưới mà không bị mủn ra, chính vì vậy mà tạo cái giá thể rất là thoáng, rất là sạch, đồng thời cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tối ưu để cây phát triển và trong một cái thời gian rất là dài.
Đó, cái phân này ấy thì cô chú anh chị sẽ bón được trong cái thời gian, nó sẽ cung cấp dinh dưỡng trong thời gian rất là dài, bởi vì nó tan rất là chậm, thấm đều, nên là cây sẽ được cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tối ưu và lâu dài, và giá chỉ có 35.000 thôi. Cô chú anh chị thoải mái bón mà không sợ đen đầu rễ cô chú anh chị nhé, bởi vì cái sản phẩm này thì nó rất là lành tính, cô chú anh chị không phải là sợ như những cái loại phân bón khác. Nhiều cái loại phân bón cô chú anh chị mà bón không cẩn thận là nó sẽ bị đen đầu rễ, nhưng loại này cô chú anh chị bón thoải mái giúp em nhé. Rồi ạ, bên này thì em còn có sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ tinh dầu hồi như vậy em bán với giá là 40.000 cho một lọ. À, nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn, an thần rất là tuyệt vời luôn ạ. Giảm đau hiệu quả mà không gây nóng rát cô chú anh chị nhé. Dạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi.